Hello, hello mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình đã rất vô va đây. Mọi người có khỏe không? Hôm qua thì mình bỏ lỡ một ngày. Hôm nay hình như là ngày 16. Không biết nữa, hình như là ngày 17 đúng không? Hình như là hôm nay là ngày 17 rồi và chúng ta hôm qua thì mình không làm clip nhưng mà nó lên đi vào 90 và bắt đầu chúng ta có cái radio trở lại rồi. Hiện tại thì mình chưa có nick nào để ghép cả. Không biết là anh em có nick nào không? Đi vào 90 chúng ta khá nhiều sum mà. À được được game mà. Có một cái nick này thì chúng ta có một cái nữa để nói với mọi người là Hot Watcher này. Được đấy. Ui, cái nick này chúng ta sẽ ăn được mốc 300 sum. Mình thề với anh em luôn, nó đã thật. Chỉ còn cách 13 sum nữa. 13 sum nữa thì chúng ta sẽ kiếm được 5 viên orb. Cái quan trọng là 5 viên orb ấy, ngon thật. 5 viên orb, mình sum 3 cái, lẻ 10 cái thì hôm sau mình sẽ sum sau. Rồi, 10 sum nữa là chúng ta sẽ được 8.000 game rồi thì mình cũng muốn kiếm quét bảy các thứ, quét bảy các thứ rồi sau còn đi chơi even chơi die nữa chứ. Thì mình sẽ ghép cái clone vào, có nghĩa là mình kiếm quét bảy ngay lập tức. Chúng ta mình còn khá là nhiều ngày nữa để kiếm. Hôm nay là ngày 17 thì even off, khi nào gần đến even off mà cảm giác như không đủ off thì mình sẽ chơi, khi nào hết tháng thì chơi chứ. Hiện tại thì mình cũng đã có bao nhiêu off nhỉ, 34 viên off. Quét thì chúng ta sẽ kiếm được 20 viên orb ở đây. Mình không muốn bỏ lỡ. Brio có 5 viên nữa, còn khá là nhiều thời gian. Ở trong này mỗi ngày mình sẽ kiếm thêm một cuộn sum. Và hôm nay là thứ hai rồi. Mình còn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đây, cứ mỗi lần đánh như này mình sẽ kiếm được một cuộn sum như này. Mỗi ngày là một cuộn sum. 3 nhân là 4 nhân 4 nhân 3 là 12 sum nữa. 12 sum nữa thì nhưng mà ở đây chỉ cần 10 sum là mình đã đủ rồi. Như vậy là mình sẽ đủ mốc 300, chắc chắn là mốc đủ 300. Như vậy là chúng ta đã đủ. Hôm qua thì mình cũng đã qua cái thuyền đầu tiên, nhưng mà khi mà đi thuyền thứ hai thì mình quên nâng speed cho nó, thì mình vẫn tiếp tục đi cái con ma búp bẹt 6 sao ở pháo đài thôi. Mình sẽ nâng con Emily lên, không biết là có thắng nó không. S76 nghe khá là khoai đó, vẫn ăn được. Rồi thì có búp bẹt 6 sao ở đây, có khi nào mình nâng con Emily thì lên thêm một nấc nữa không? Nếu như mà mình mở ra phút 6 sao, 4, 5 sao vậy, phải phá thì lên luôn 8 sao đi. Cứ mở đi nhỉ, sợ gì, even off còn xa mà. Mà có khi mình đang gấp quá trở lên, mình quá nhiều phút. Thôi kệ. Nào, để xem con nào giống nhau nào. Pháo đài cũng có flame shine các thứ này. Nhưng mà không ăn thua. Emily chỉ thiếu một con nữa thôi là chúng ta sẽ lên được 10 sao. Và đó là thứ chúng ta cần. Một 2 Mirage, con này đi, và con này nữa. Emily chuẩn bị lên 9 sao và 10 sao cũng đã sắp tới thôi. Bên này thì mình cần Margaret nhưng mà nó không ra. Bên này Louis à, 1, 2, 3, 4, 5, còn lâu. Bên này thì mình cũng muốn nâng lên con hơi quá trở lên lắm, cũng muốn nâng con hơi quá trở lên lắm nhưng mà nâng lên cũng chả để làm gì. Thôi để rồi đến E5 nhanh vậy cũng không muốn nâng lắm. Dù sao thì nó cũng thế. Bây giờ là làm quét thôi. Hôm nay mình có tiết mục gì nhỉ? Ôi rồi, hai cái 6 sao này. Hai cái 6 sao này là ngon. Là mình sẽ sắp nhanh cái nhiệm vụ tháng thôi. Sắp xong rồi, sắp xong cái nhiệm vụ tháng này rồi. Ăn hết đi giữ làm gì đâu. Nào, mình còn là hai cái quét 6 sao và ba cái quét 7 nữa. Là mình sẽ ăn hết cái lượng orb của tháng này. Hy vọng sẽ đủ một vòng. Ngon, mọi thứ đều rất là vào form. Yo. Hay. Mình nhớ ngày đánh campaign mình còn không qua nổi, bây giờ thì tụi mình khá là khỏe đi campaign rồi. Đi campaign mà còn kẹt lên kẹt xuống khổ thật. Tí nữa vào mình làm mấy cái radio trở lại mới được. Quên mất mình nên liên kết radio trở lại trước khi mà làm cái nhiệm vụ hàng ngày các thứ. Nhưng mà không sao. Ok. Radio trở lại cũng có một lượng tài nguyên khá là lớn. Từ từ đã đánh để liên kết radio đã, tí vào ngoài cái nick kìa. Mình kiếm cái radio rồi bắt đầu mới làm nhiệm vụ đánh boss vui các thứ. Tí nữa mình liên kết xong mình mới đánh nha. Hiện tại thì mình đang tìm nick thôi. Như vậy là ngày 15 chúng ta đã khá là hoàn chỉnh rồi. Chuẩn bị bứt phá rồi. Aspen thì mình nghĩ là mình sẽ đánh xong. Brio à? À, cái pet, con pet của mình cũng đã nâng được đến đây rồi. Cứ đi Brio trước đi. Hy vọng là kiếm được con Flora sớm chứ. Muộn quá.
chưa thấy Flora đâu. Hay là mình làm 8.000 game đã nhỉ mọi người nhỉ? Hay là mình làm khoảng 8.000 game cuối. Vã lắm rồi. À, thôi không dụ được mình đâu. Không dụ được mình đâu. Hiện tại thì mình cũng đang cần một cái nick clone ngon nghẻ. Không biết là có ai có không. Rồi mình cũng đã kiếm một cái clone của anh Sơn Silent rồi. Tí mình sẽ liên kết luôn. Tí mình sẽ liên kết luôn. Valkyrie à? Anh Sơn Silent cho mình một nick clone ngon. Được đấy. Chẳng lẽ thua đúng không? Horus E2 kìa. Thôi, tí nữa mình sẽ đánh tiếp, mình cũng không cần thiết phải qua đâu. Siêu Land và Aspen. Đi luôn không nhỉ? Thì mình chưa đủ mạnh ấy, chưa muốn đi. Việc đầu tiên cần làm là liên kết radio. Hiện tại thì mình cũng đã lấy được cái radio trở lại rồi. Mình sẽ chấp nhận cái radio trở lại. Nick clone này thì 100 level 181 cơ, nên là khá là dày. Bon quest này, đánh nhiệm vụ arena này, Brail này. Ôi, mình đánh Brail trước khi nhận bon quest. Quên nhỉ. Sorry. Smart 100 lần ở trên siêu len. Đánh 40 lần ở boss gui. Thôi, làm nhanh và luôn. Không phải nhiều. Cứ mắc setting mà chơi. Cứ thế một quất 1 triệu 9. Tiếc gì vài game đúng không mọi người. Mình sẽ bỏ con này trước, tận dụng tí. Bốn triệu ba. Có nên đánh phát nữa không nhỉ? Tốt mình tính toán sau vậy. Nhưng mà cái vật đầu tiên thì vẫn cứ là làm những cái, làm vài vé arena. Đó. Lượng tài nguyên lớn nên là không thể bỏ lỡ được. Cứ làm hàng ngày thôi. Hay quá. Siêu len này, nếu mà chúng ta không qua, chúng ta cứ mình nên đang hết quá trời để đánh cái này không nhỉ? Cũng không cần đâu nhỉ. Phút bây giờ game cho nhiều mà. Mình xin lên lá thì mình phải nâng tướng lên nhưng mà mình lười nâng quá. Ôi, mở 20 hero 5 sao bằng mở 20 hero 5 sao bằng cái phong tròn sáng tạo và các thứ thì mình lỡ mở một đống ra rồi phí thế. Tiếc ơi là tiếc đấy. Mà tiếc quá. Lỗi mình quên mất chơi game lâu rồi bị quên mất cả mọi người chơi lại nick mới đừng mặc gặp phải cái lỗi mình nha. Liên kết xong rồi mình mới làm các thứ nha. Lỗi mình đó, phải liên kết trước rồi chúng ta mới làm sau. Tiếc quá. Lỗi mình thật. Ui, có thư này. Pet này. Hay quá. Pet bây giờ đang được 3 nấc rồi. Nghiên cứu tiếp nào. Hero 9 sao, thức tỉnh hero 9 sao. Hai hero 9 sao, may quá. Mình chưa thức tỉnh con nào lên 9 sao vội cả. Như vậy là bên này sắp có 9 sao này. Không biết là khi nào mới có gà đây. Hòa mà thích phát. Hên xui, người ấy là hên. Mình chắc chắn sẽ được cái tháp thôi mọi người ạ. Là mong chờ. Như vậy chúng ta sẽ làm hết cái nhiệm vụ này. Nói chung là một đống tài nguyên ở đây mọi người thấy là sum này, 30 viên ọ, Edit Dark Light và Artifact may mắn. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm cái này thôi. Còn Aspen Dungeon thì nói thật với các bạn là mình chắc chắn là mình sẽ không qua đâu. Xem là có bán ọp rẻ không. Bán sum mà. Hay là 10 sum cho nó đủ mẹ luôn nhỉ. Mà mình vã quá rồi thật. Nhiều khi cũng phải thế chứ. Đó, 300 này. Đủ 300 này. Như vậy là có thêm khá là nhiều orb này. Disable luôn này. 39 viên orb. Bên này nào. Garuda hay là gì đây? Init à. Mà bán buôn như này là hỏng rồi. Block Blade à. Trông kinh vậy. Vào này không có bình thì cũng phải chịu thôi. Thua. Như vậy là má bỏ cái gà trước là khôn rồi thôi. Nhưng mà mình nghĩ là kiểu gì mình cũng chả qua được hết đó. Gà vào cũng thua ấy. Thành ra là mình nghĩ là không cũng no hope thôi. Còn cái bon quest thì mình sẽ làm luôn. Nói chung là clip ngày hôm nay cũng dừng lại ở đây. Mà tự nhiên con Horus nó xuất hiện ở đây. Mình có nên nào. Nếu các bạn muốn thắng quá thì thật ra thì muốn thắng quá thì phải chơi kiểu này. Giữ làm cái gì. Đó. Úp cho một đống luôn. Kiểu gì chả ăn. Thôi cứ bỏ đi. Kiểu gì chả ăn. Mẹ khỏe mà. Sụp sụp hô rút hô rút hô rùng hô rút hô rùng giết luôn má không có nhiều con để cho nó này ấy. Ok như vậy chúng ta đã qua màn này má liên kết ra điêu sớm làm
Cái thì cũng phải là ngon hơn không rồi. Bỏ như thế này. Đừng gặp ai khó nữa, xin đấy. Rồi. Ổn phết. Rồi ra. Rồi. Mình nghĩ là mình đã qua Brew. Thế đó, thế thôi. Vậy là qua Brew dễ dàng. Mỗi tội là làm sớm rồi. Làm hơi sớm. Mà lâu lắm không chơi game hơi quê quá. Còn mấy mấy game nữa nên lại làm nốt đâu. Nhưng nó số kê thôi. Không chơi nữa. Nói chung là dừng clip này ở đây, đây thôi. À, cũng khá là ổn đó. Chỉ là bây giờ mình phải nâng lên 9 sao để kiếm tài nguyên. Mà chả có cái con gì để nâng cả. Buồn quá, gà không ra các thứ. Hay là mình mổ một phát vào đây đi nhỉ. Mà có khi nào thì xa luôn đấy, mình còn khá là lâu để xong mà. Dù sao thì mình cũng khá là nhiều game mà. Mà mình hiện đặt lần cuối luôn này. Đây rồi. Người ấy là ai? Hai con phút 6 sao. Hai con phút 6 sao, một con Flora. Ui. Nói chung là liều ăn nhiều, không liều ăn ít. Làm con 10 sao ngay. Đúng mọi người. Lên 10 sao thì phải cần 9 sao chứ. Thế mình nâng con nào lên làm 9 sao ta? Như vậy là chúng ta đã có 10 sao Flora, nhưng mà chúng ta phải kiếm mấy con Malasa này. Má mình lại nâng nhiều quá, bây giờ lại không có. À, mình có một đống như này cơ mà. Thôi thôi, làm luôn mọi người ạ. Làm luôn con 9 sao. Flora chắc chắn được mở này. Ồ, như vậy mình cũng khá có một lượng khá là lớn copy giống nhau ấy chứ. Rosa, mình không muốn dùng Rosa lắm. Mình sẽ nâng con này. Vì con Rosa này sau mình đem leo siêu len mọi người ạ, mình khôn lắm. Mà mình không được mình đâu. Mình sẽ fusion con này. Edgar cũng gần đủ copy lên 10 sao. Vấn đề là vậy, mình muốn giữ copy lên 10 sao. Nhưng mà bên này hình như là chúng ta có ba con rồi. Một là con này, hai là con Mimili, ba là con Luis này. Thì cũng ba con rồi. Như vậy cũng khá là ổn. Và cũng không cần phải giữ con này đâu nhỉ. Cũng không cần phải giữ đâu. Gru cũng được. Hay là nâng Gru. Ui, mình sẽ mở con Gru này ra mà ghép luôn. Gru là sự lựa chọn hợp lý. Con kia gần đủ rồi. Mình sẽ ghép Gru thì hợp lý hơn. 1, 1, 2, 3, 4. Bây giờ phút 6 sao thì mình nhiều lắm. Mình cũng thiếu. Vấn đề là thế. Vậy là chúng ta có Flora 10 sao. Như vậy là mình tiêu cũng được 50.000 game vào trong cái sự kiện này rồi đó. 50.000 game rồi đó. Chính thức đạt mốc 50.000 game vào trong cái event này chơi. Bây giờ các bạn chơi lại cái server mới, các bạn được khá rất là nhiều game, đều như thẻ thả với lại đủ cái gói trưởng thành, cái gói mà khi lên level mà chúng ta được game á, nó sẽ phát chúng ta rất là nhiều game. Demon Hunter, con này mình không muốn dùng, mình muốn dùng những con như thế này này, không ghép được này, đó, mình muốn dùng những con như thế này. 6 sao Puppet thì mình cần khoảng hai con. Hai con hay ba con thì mình quên, tí thiếu thì lấy sao. Khối lượng 1, 2, 3, 4. Gru. Ngon nhở, mà event này xả đống phút ạ. 1, 2, Dragon Slayer. Rồi, Gru này. Tiếp tục là một con Gru nữa này. Đủ luôn này. Yêu luôn này. Hai con Demon Hunter nhé. Phát xác luôn này. 9 sao à? Mình lại cần thêm phút 6 sao nữa. Hay quá, mình lại chả thiếu phút luôn. 10 sao ở ngày thứ mười mấy. Đấy, một tầm một đống fusion luôn. Hay quá. Mlem, khỏe, khóa rồi. Trở ra 10 sao của mình đây rồi. You are my sunshine. Làm luôn. Vừa là 10 sao, con 10 sao đầu tiên đẹp trai thế, yêu luôn. Ôi, không đủ cất xanh mọi người ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng là xong fusion được 1.000 game này. Ôi được đồ này. 6 sao này. Rồi, như vậy là ngon nghẻ rồi đó. Ghép đồ đi. Hay. Speed, speed, speed không? Mình sẽ nâng cái này lên sau. Holy Attack à? Thôi để vàng đấy. Hay quá. Mlem, mọi người ơi, hay quá. Như vậy là đội hình của mình cũng có Flora 10 sao. Biết thì mình dùng 10 sao leo Bát Pen này.
nếu như mình chịu chơi đỏ đen trước thì nó đã có content nhiều hơn rồi, mình sẽ đi vào rêu rồi đeo siêu đen, nhưng mà mình sẽ hẹn gặp mọi người vào Aspen lần sau, siêu đen lần sau nha mọi người nha. Đánh lại cái này đi, 80 game mà thôi, phí phí quá, thôi 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 ít game lắm, nghèo lắm mà đỗ nghèo khỉ rồi, không chơi nữa nhá, để game luôn quyết 7 thôi, tầm này không đụng đúng không, không 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 chơi cái này nữa đâu, không chơi cái này nữa đâu. Mình đã chơi tổng cộng là 52.000 game rồi, mình đã chơi 52 lượt rồi và kiếm được 5 con Flora, 4 con Flora thì cũng khá là vui. Như vậy là kiếm được con 10 sao đầu tiên. Và bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip về Flora tiếp theo trên kênh của mình. Hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye.